Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của CTT Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình DHCP Server trên Switch Cisco Catalyst 1003 Series. Các bạn lưu ý tính năng DHCP Server chỉ hỗ trợ trên các dòng Switch Catalyst 1003, còn dòng Catalyst 1002 sẽ không hỗ trợ. Do vậy các bạn cần lựa chọn các mã C1003 nếu sử dụng DHCP Server trên Switch nhé. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình bằng cả giao diện dòng lệnh và giao diện web. Ở đây thì mình đang sử dụng một mô hình đơn giản gồm hai VLAN. VLAN 10 cho camera với giải IP là 192.168.10.0/24. Gateway là IP 192.168.10.1/24 đặt trên switch C1003. VLAN 20 cho camera với giải IP 192.168.20.0/0/24. Gateway thì cũng tương tự VLAN 10. Mình sẽ cấu hình DHCP server trên switch C1003 để cấp IP cho các thiết bị thuộc hai VLAN này. Để cấu hình DHCP server trên giao diện dòng lệnh thì các bạn vào mode config. Trước tiên trên switch các bạn sẽ cần phải cấu hình các VLAN và đặt IP cho interface VLAN trước. Phần này thì mình cũng đã có video hướng dẫn, các bạn tham khảo trên YouTube channel của Centidy nhé. Mình đã cấu hình hai IP cho interface VLAN 10 và 20. Tiếp theo chúng ta sẽ bật dịch vụ DHCP trên switch bằng lệnh ip dhcp server Tuy nhiên, mặc định VLAN 1 sẽ ở mode DHCP client. Do vậy các bạn cần phải vào interface VLAN 1 và tắt DHCP đi trước bằng lệnh no ip address dhcp. Bây giờ thì chúng ta có thể bật dịch vụ DHCP server lên. Sau khi đã cấu hình xong IP và bật DHCP, các bạn vào mode DHCP Pool Network Configuration bằng lệnh IP DHCP Pool Network. Phía sau là tên sẽ đặt cho pool này, mình sẽ đặt là VLAN 10 pool cho VLAN 10. Chỉ định giải mạng cho VLAN 10 bằng lệnh address, sau đó là giải mạng. VLAN 10 sẽ là 192.168.10.0. Netmask thì các bạn có thể nhập 255.255.255.0 hoặc dược 24 đều được. Chỉ định giải IP sẽ cấu hình cho client bằng lệnh address với hai thuộc tính là low và high. Ví dụ, các bạn cấp IP cho người dùng từ 192.168.10.10 đến 192.168.10.254 thì low sẽ là 192.168.10.10. high là 192.168.10.254. Cấu hình IP gateway bằng lệnh default router. Gateway của VLAN 10 sẽ là 192.168.10.1. Cấu hình DNS server bằng lệnh DNS server. Sau đó là các IP của DNS. IP đầu tiên sẽ là server chính. Các IP phía sau sẽ được sử dụng nếu IP đầu tiên không kết nối được. Các bạn có thể nhập tối đa 8 DNS server, phân cách nhau bằng dấu cách. Mình sẽ cấu hình hai IP của Google là 8.8.8.8 và 8.8.4.4. Như vậy là đủ các thông số để người dùng có thể truy cập Internet. Ngoài ra thì các bạn có thể cấu hình thêm nhiều option tùy thuộc vào nhu cầu của từng hệ thống. Tương tự thì mình sẽ cấu hình thêm một pool cho VLAN 20 Nếu trong giải IP từ 10.10 .10 đến 10.254 mà các bạn muốn loại bỏ một số IP để cấu hình tĩnh thì các bạn thoát ra ngoài mốt config global. Loại trừ các IP bằng lệnh IP DHCP excluded address. Phía sau là các IP hoặc nếu là một dải IP từ 10.20 đến 10.30 thì các bạn sẽ nhập IP đầu và IP cuối vào là được. Chúng ta có thể cấu hình nhiều câu lệnh exclude address để loại trừ các IP không liên tiếp nhau. Như vậy là xong. Trên giao diện web, để cấu hình DHCP server thì các bạn chuyển sang giao diện advanced ở góc phải trên này. Sau đó vào menu IPv4 Configuration, DHCP Server Property Tích chọn Enable DHCP Server và nhấn Apply Chuyển sang menu Network Tool Nhấn dấu cộng để tạo pool mới Mình sẽ tạo pool cho VLAN 10 Subnet IP VLAN 10 là 192.168.10.0 Netmark thì các bạn nhập Network hoặc Prefix Length đều được. Network sẽ là 255.255.255.0, còn Prefix Length thì các bạn nhập số 24 là được. Nhập giải IP cấp cho Client trong Address Pool Start và End. List Duration thì tùy thiết kế của từng hệ thống mặc định là một ngày. Default router IP address chọn user define và nhập IP gateway của VLAN này. Domain name server chọn Other và nhập DNS server vào. Mình sẽ sử dụng DNS 8.8.8.8 của Google. Ngoài ra thì có nhiều DHCP option, các bạn có thể cấu hình tùy nhu cầu, tuy nhiên để người dùng truy cập internet thì chúng ta chỉ cần các thông số trên là được. Nhấn apply. Tương tự mình sẽ tạo một pool cho VLAN 20. để loại bỏ một số ip ra khỏi dhcp pool thì các bạn chuyển sang menu exclude address nhấn dấu cộng để thêm mới nhập ip bắt đầu và ip kết thúc vào nếu chỉ loại bỏ một ip thì các bạn nhập hai giá trị này giống nhau như vậy là xong Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cấu hình DHCP server trên Cisco Catalyst 1003 series. Nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý nào thì hãy để lại comment để mọi người cùng trao đổi nhé. Và đừng quên like share cũng như là subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.